các bà mẹ được mời đến một buổi hội thảo đặc biệt về dinh dưỡng, nơi họ được tiếp xúc với nhiều em bé đáng yêu và hiếu động. Và đặc biệt, có một bất ngờ đang chờ đón họ. Xin chào. Chào mừng mọi người đến với hội thảo dinh dưỡng đặc biệt. Mọi người vừa gặp các em bé trông hoàn toàn khỏe mạnh và năng động. Nếu tôi nói trong số đó có những bé bị thiếu vi chất dinh dưỡng, thì bạn có đoán được là bé nào không? Mọi người có thể thấy hình ảnh những em bé vừa gặp trên màn hình. Hãy lựa chọn những bé mà theo bạn nghĩ là thiếu hụt vi chất dinh dưỡng. Bé này trông khỏe mạnh y như bé nhà mình vậy đó. Đây là kết quả theo sự suy đoán của các bạn. Và đây là kết quả thực tế. 50% các bé không đủ vi chất dinh dưỡng để phát triển trí não và chiều cao. Tôi luôn nghĩ con mình đã đạt chuẩn dinh dưỡng. Giờ thì tôi cũng không chắc. Còn bạn thì sao? Dutch Lady cam kết cùng bạn tìm ra giải pháp cho tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng ở trẻ em. Tìm hiểu thêm tại website bạn thân của mẹ.com.